Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về chuyện phòng the của nhà vua. Chắc có lẽ là một việc quá quan trọng nha. Với nhà vua thì dường như là công việc này, đúng không? Ăn uống này, hay là ngay cả chuyện phòng the cũng rất là quan trọng. Việc phòng the của nhà vua thì thường được ghi lại một cách rất là cẩn trọng các bạn nha. Đôi khi là một cái chuyện hệ trọng của một quốc gia, bởi vì lúc đó có thể sinh hoàng tử. Và có quá nhiều cung tần mỹ nữ, vậy nhà vua sẽ chọn như thế nào? Thì đây là một câu chuyện thả dê đây các bạn. Con dê thì đứng trước các khuê phòng của các cung tần mỹ nữ. Và sau đó thì con dê chạy về cái phòng nào và ăn lá dâu của cái phòng đó, thì nhà vua sẽ lựa chọn cô cung nữ phi tần đó cho cái đêm ngày hôm đấy. Vậy thì chuyện phòng the của các vua triều Nguyễn như thế nào? Các bạn hãy comment bên dưới nhé.